Thưa quý vị, với khoảng 50% người dùng trên thế giới, trà là loại thức uống đơn thuần nhưng có nhiều tác dụng trong chữa bệnh và phòng bệnh. Ngày xuân, thưởng trà cũng là nét văn hóa đời sống của người Việt, ghi nhận của phóng viên thời sự. Uống trà từ ngàn xưa là thú vui phong lưu tao nhã, là một cách bồi bổ, duy dưỡng tinh thần. Uống trà tạo nên nguồn cảm hứng cho giới văn nhân, thi sĩ, người làm nghệ thuật, giới thường lưu, quan cách. Một chén trà mà chứa đựng bao điều sâu xa, như nhà văn Nguyễn Tuân từng nhận xét. Trong một ấm trà ngon, chúng ta thấy có một mùi thơ và một vị triết lý. Bên ấm trà ngon, người ta thấy toạc lên cả tinh thần, vang biển như lôi, nhất tâm thiền định. Nghĩa là lấy cái trong sáng tĩnh lặng của cõi lòng để chế ngự cái vang biển của trời đất, lấy cả thanh tao để vượt lên cái tục lì của đời. Trà là một cái thức uống mà nó có hàng ngày trong cái đời sống của con người. Để thể hiện một cái tình bằng hữu, người ta cũng dâng trà. Để thể hiện cái hiếu thuận của người con đối với cha, sau một bữa ăn người ta cũng dâng trà cho cha, dâng trà cho ông. Thì đó là luôn luôn là như vậy. Rồi đối với người đã khuất, người ta cũng dùng trà để cúng. Cái cúng trà là một cái điều mà rất rất quan trọng và luôn luôn có trong tất cả những cái nghi lễ của người Việt Nam. Ngay cả những cái đại lễ, người ta có thể dẫn đến ba tuần rượu, thì cùng với ba tuần rượu ấy phải có ba tuần trà. Thì trà nó đi vào trong cái đời sống nghi lễ của con người như vậy. Trong cái buổi lễ mà Tết ấy, thì người ta có dẫn một chén trà cho các vị là tổ tiên, dâng cho tổ tiên một chén trà, hai chén trà, cái đó là cái lễ tục. Còn đầu năm thì để mà người ta mời nhau một chén trà, thực nhất là để mà chúc mừng cái sự đoàn, cái đoàn viên của trong gia đình, mỗi người chỉ uống một ly hoặc cái gì đó tùy, nhưng mà đó một thể hiện một cái tình cảm, cái nối kết với nhau trong đoàn viên trong một cái gia đình. Dược trà là loại trà thuốc, một dạng thuộc hàm với nước sôi hay nấu sôi sắc lấy nước. Đây là một hình thức chế biến thuốc y học cổ truyền. Trà trong y học Đông Phương là loại trà thuốc được dùng như một loại ẩm thực liệu pháp, ẩm thực trị liệu. Theo các đại danh y nước ta là Thiền sư Tuệ Tịnh và Y tôn Hải Thường Lãng Ông, thì trà có tác dụng thanh nhiệt, giảng hòa, tiêu hóa thức ăn, làm tỉnh rượu, có thể dùng làm thuốc hưng phấn thần kinh, vừa có tác dụng lợi niệu, đồng thời cũng là thánh dược trong trị liệu các bệnh suy nhược thần kinh. Phân loại cái trà thì mình có hai dạng đi, một dạng là bình dân và nhân gian thì sử dụng trà, và một dạng là cung đình. Thì nhân gian cung đình gì, nhưng mà về cái kiểu cách đó, nhưng mà thật ra cái tác dụng thì vẫn giống nhau, hoặc là có tinh hoa hơn một chút. Bình minh nhất trạng trà, lương y bất đạo gia. Cho nên là buổi sáng thưởng thức một bình trà như vậy thì các có như lương y không đến nhà mình được. Lương y đến nhà tất nhiên là mình khỏi bệnh tật cả nhà. Trà cung đình là loại dược trà dùng trong chốn cung đình, được chế biến công phu, có tác dụng hữu ích nhiều mặt. Thời nhà Nguyễn, Thường Trà Viện là cơ quan thuộc bộ binh có nhiệm vụ quản lý các loại trà rượu cung đình. Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế đã nghiên cứu đề xuất một số bài dược trà có nguồn gốc Thái y viện và liên quan, làm cơ sở cho việc sản xuất trà cung đình, xứng đáng là đặc sản của cố đô. Dựa trên phân tích đánh giá giá trị các bài dược trà, đã chọn ra khoảng 5 đến 7 bài dược trà như Bắc trà, Hương trà thang điển thể, Thanh trà, bài Ngũ tử dưỡng tâm trà, bài Thủ ô giảng chỉ trà và các loài chè Huế. Đây là những bài dược trà cung đình có giá trị văn hóa lịch sử và có tác dụng tốt cho sức khỏe, được xem là đặc sản của cố đô. Người ta nghiên cứu rằng đối với trà thì hầu như có gần đầy đủ các cái axit amin tối cần thiết của cơ thể. Mà nếu như mà chế biến để tăng cường quá cái vị trà thì nó lại tăng cường lên một cái hoạt chất mà nghiên cứu của anh Vòng gọi là catechin, tức là cái hoạt chất ấy nó lại bảo vệ cơ thể, chống lại tế bào ung thư và nó ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Thì đó là cốt tủy của cái đề tài mà anh Nguyễn Quốc Vòng và chị Nguyễn Thanh Tuyền đang thực hiện và là công bố ở nhiều nơi. Thì đó là chúng ta thấy rằng trà có rất nhiều, có những cái dược lý hết sức quan trọng đối với sức khỏe con người, đối với việc phòng ngừa bệnh tật cũng như là việc điều trị bệnh tật.
Hiện nay ở Thừa Thiên Huế cũng như nhiều địa phương khác đang sản xuất và lưu hành các loại trà cung đình đóng gói làm sản phẩm phục vụ du lịch và đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Các loại trà cung đình công thức tuy có khác nhau nhưng cơ bản đều giống nhau ở phân tác dụng, gồm các vị thanh nhiệt, mát gan, bổ huyết, an thần như atiso, hoè hoa, liên hoa, cúc hoa, câu khỉ, long nhãn, đại táo, hồng táo, cam thảo, kim ngân hoa, tim sen. Trà cung đình đã và đang có một sức hấp dẫn mới mẻ trong giới trẻ hiện nay. Với người trẻ như tụi em thì cũng rất là thích yêu thích uống trà. Trong cuộc sống thường ngày thì có thể tâm tình với các bạn, cùng nhau uống trà và cùng nhau tâm sự. Và đặc biệt hơn là hiện nay thì cái đời sống tinh thần là giới trẻ đang rất là quan tâm. Và trà thì giúp có thể làm chữa lành cho tâm hồn của tụi em. Chúng em cảm nhận được về cái tầm quan trọng của sức khỏe cũng như là tầm quan trọng của cái giá trị tinh thần mà nên là chúng em chọn trà để cho những cái mà giúp cho cái vấn đề là về tinh thần cũng như là về sức khỏe. Các loại trà cung đình ra đời dựa trên thói quen sinh hoạt của người dân Việt Nam nói chung và người Huế nói riêng. Theo thời gian, thói quen sinh hoạt trở thành một thú vui, niềm đam mê và hàm chứa cả một nghệ thuật sống, gặp thêm nét văn hóa đặc sắc cho vùng đất cố đô Huế.